Nhiều khu vực của Ấn Độ đang hứng chịu đợt nóng khủng khiếp với nhiệt độ lên đến 50 độ C và có thể lên cao hơn nữa. Ấn Độ đang chiến đấu chống đại dịch virus corona và vừa rồi bị châu chấu tấn công. Nhiệt độ cao làm đời sống hàng ngày tại nhiều thành phố gặp nhiều khó khăn. Dân chúng địa phương đang có những biện pháp thận trọng chống nóng và nhiều người choàng khăn trên đầu để bảo vệ khỏi sức nóng của mặt trời. Khu vực Churu của Rajasthan nóng đến 50 độ C, trong khi thủ đô New Delhi chứng kiến nhiệt độ cao 45 độ C ngày 27 tháng 5. Tháng 5 và tháng 6 thường là hai tháng nóng nhất trong năm tại Ấn Độ, với nhiệt độ thường từ 42 lên đến 47 độ C trước khi mùa mưa đến vùng này.